Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ ba ngày 26 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, quận Sơn Trà long trọng tổ chức lễ công bố đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp quận loại 1. Ngày hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm 2017 từ mức 6,5% của lần công bố trước xuống mức 6,3%. Để tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công tại Đà Nẵng, một trong những vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm là công tác kiểm soát dịch bệnh. Với vai trò chủ công, đến nay, ngành y tế thành phố đã chủ động vào cuộc với nhiều giải pháp hiệu quả. Tin thế giới, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phản hồi lời kêu gọi của chính phủ Hàn Quốc về việc tiến hành đối thoại liên triều nhằm xoa dịu căng thẳng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay quận Sơn Trà long trọng tổ chức lễ công bố đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp quận loại 1. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến dự và chia vui với cán bộ nhân dân quận. Sau 20 năm thành lập, quận Sơn Trà đã có những bước tiến mạnh mẽ về mọi mặt, kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp. Dựa trên tiêu chí phân loại, Sơn Trà hội đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính loại 1. Trong những năm đến, mục tiêu của Sơn Trà là xây dựng quận thành đô thị hiện đại, trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng. Việc Sơn Trà đạt tiêu chuẩn hành chính cấp quận loại 1 sẽ là động lực để cán bộ nhân dân quận phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về tổ chức đợt tiếp xúc cử tri từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 10, các đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy và Ngô Thị Kim Yến tiếp xúc cử tri tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà, buổi chiều tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 10, các đại biểu Nguyễn Bá Sơn và Võ Thị Như Hoa tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, buổi chiều tại hội trường quận ủy Cẩm Lệ. Sáng ngày 5 tháng 10, các đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy và Ngô Thị Kim Yến tiếp xúc cử tri tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, buổi chiều tại hội trường huyện ủy Hòa Vang. Chiều ngày 5 tháng 10, các đại biểu Nguyễn Bá Sơn và Võ Thị Như Hoa tiếp xúc cử tri tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê. Các cuộc tiếp xúc cử tri bắt đầu từ 8 giờ vào buổi sáng và từ 14 giờ buổi chiều. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế châu Á cập nhật. Theo báo cáo này, ADB đã điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm 2017 từ mức 6,5% của lần công bố trước xuống mức 6,3%. Theo ADB, GDP của Việt Nam tăng 5,7% trong 6 tháng đầu năm 2017, nhỉnh hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2016. Mặc dù nông nghiệp và dịch vụ tăng trưởng tốt hơn, song tăng trưởng ngành xây dựng lại giảm nhẹ và ngành khai khoáng sụt giảm. Vì vậy, ADB đã đưa ra dự báo cập nhật về tăng trưởng cho năm 2017 là 6,3%, trong khi của năm 2018 là 6,5%. Hạ dự báo tăng trưởng nhưng ADB cũng đánh giá rất cao nỗ lực cân đối thu chi ngân sách của Việt Nam và đánh giá dòng vốn nước ngoài đang tăng lên sẽ là động lực giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững. Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 7 năm nay, trên địa bàn thành phố có hơn 21.000 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có hơn 5.500 doanh nghiệp có trên 10 lao động, hơn 1.100 doanh nghiệp có trên 30 lao động và 741 doanh nghiệp có trên 50 lao động. Hiện có 227 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với hơn 5.000 đảng viên chiếm 9,3% tổng số đảng viên toàn thành phố. Nhìn chung, các tổ chức đảng đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong từng doanh nghiệp, chấp hành đúng đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước. Các chủ lao động đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đảng viên, đoàn viên, hội viên sinh hoạt
vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao, góp phần không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm. Theo đề án phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu đến năm 2025 đạt 12-13% một năm. Thành phố sẽ nâng cấp cảng cá Thọ Quang thành cảng loại 1, khu trú bão và neo đậu tàu thuyền, theo hướng trở thành một trong năm trung tâm nghề cá của cả nước gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa. Từng bước phát triển đội tàu vỏ thép, tàu composite, gỗ bọc composite công suất lớn, hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc, ngư lưới cụ khai thác, gắn với chú trọng công tác khuyến ngư, nâng cao năng lực khai thác, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm khai thác cho ngư dân, tạo liên kết giữa ngư dân, hợp tác xã với các tổ chức doanh nghiệp, các đơn vị trung gian trong cung ứng dịch vụ hậu cần, thu mua, tiêu thụ sản phẩm trên biển. Đồng thời nâng cấp trường Cao đẳng Lương thực Đà Nẵng thành trường Đại học Thủy sản Đà Nẵng để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khai thác hải sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản, nghiên cứu xây dựng đề án đánh bắt và xuất khẩu cá ngừ đại dương trong mối quan hệ với Nhật Bản, đề nghị đối tác hỗ trợ đào tạo thủy thủ, hướng dẫn công nghệ đánh bắt cá ngừ để xuất khẩu sang Nhật. Cục Thuế Đà Nẵng cho hay 8 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đạt 13.317 tỷ 500 triệu đồng, tương đương 73,8% dự toán, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn thu từ bất động sản đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 2% dự toán cả năm 2017. Ở cấp quận huyện, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là hai địa phương thu ngân sách vượt dự toán cả năm sớm nhất. Đây cũng là hai quận có số thu từ chuyển nhượng bất động sản tăng cao nhờ thị trường khởi sắc, số lượng giao dịch nhiều và thành phố bán đấu giá hàng loạt lô đất, nên nguồn thu từ thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân cũng tăng mạnh. Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản tăng 115%, tương đương tăng 195,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng 50,7%, tức tăng 85 tỷ đồng. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, hiện nay nhiều điểm bán bánh Trung Thu thời vụ trên địa bàn Đà Nẵng đã mở cửa. Các loại đồ chơi Trung Thu cho trẻ em cũng đa dạng về chủng loại, màu sắc. Thị trường Trung Thu năm nay đang dần tăng nhiệt với sức mua sôi động từng ngày. Các ngành chức năng thành phố cũng đã thành lập các đoàn thanh tra liên ngành tiến hành triển khai kiểm tra giám sát nhằm ổn định thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố cho biết sẽ tiến hành kiểm tra 27 cơ sở bánh các loại, trong đó có 5 cơ sở chuyên về sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn. Nhằm tuyên truyền nhắc nhở về các chỉ tiêu, quy định, vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu và các yêu cầu kiến thức về người trực tiếp, chế biến, sản xuất theo quy định hiện hành, thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10, giai đoạn cao điểm của thị trường Trung Thu. Thưa quý vị và các bạn, ký cam kết hợp tác và đồng hành cùng doanh nghiệp bổ sung điều chỉnh nội dung chương trình và phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là hướng đi phù hợp đang được một số trường nghề hiện nay áp dụng. Mục đích không gì hơn là nhằm thu hút sinh viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Một buổi học thực hành của sinh viên khoa Thương mại Du lịch, trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Ở những lớp học như thế này, sinh viên được trực tiếp học, trao đổi kinh nghiệm tư vấn, tuyển dụng từ những người có kinh nghiệm lâu năm và những chuyên gia quản lý nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. Ngoài những cái khi lên lớp, ngoài những kiến thức mà giáo viên truyền dạy cho lý thuyết, thì tụi em còn được thực hành, như tụi em được trang bị tất cả các thực hành về các nghiệp vụ trong khách sạn như nghiệp vụ bùng, nghiệp vụ bar, nghiệp vụ bàn, bàn lễ tân, cả nghiệp vụ lễ tân. Nhu cầu việc làm, kỹ năng khi ra trường, người ta cần những con người làm có kỹ năng nhiều hơn, nên nếu em nghĩ là học ở trong trường này em sẽ tiết kiệm được thời gian để thực tập có nghiệp vụ sẵn, nên khi ra trường là cơ hội tìm việc làm của em sẽ dễ hơn. Liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp đã trở thành đòi hỏi tất yếu trong chiến lược phát triển của các trường đại học, cao đẳng trong thời gian qua, đặc biệt là ở khối cao đẳng, trường nghề. Sự đảm bảo về đầu ra được xem là nam châm thu hút thí sinh. Năm học 2017-2018, một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khai giảng từ rất sớm, với số lượng thí sinh đăng ký nhập học đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Đây là tín hiệu khả quan,
cho thấy sự chuyển hướng học tập của nhiều bạn trẻ khi chọn lựa trường học, ngành nghề tương lai. Nhà trường cũng đã liên hệ hợp tác với nhiều tổ chức, nhiều doanh nghiệp, thậm chí là trên 150 doanh nghiệp có hợp tác liên kết với nhà trường trong việc đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và tuyển dụng học sinh sau khi ra trường. Thì đa phần các doanh nghiệp ở năm này cũng tập trung nhiều cái nhu cầu chính yếu về những ngành nghề như du lịch, điện, công nghệ ô tô, hàng, điện tử. Làm sao để sinh viên khi ra trường đáp ứng được yêu cầu của thực tế là đòi hỏi của các đơn vị tuyển dụng việc làm. Bên cạnh việc ký kết các thỏa thuận hợp tác về nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng dần tham gia trực tiếp vào chương trình giảng dạy tại nhà trường. Cụ thể, như cử cán bộ đứng lớp giảng dạy, nói chuyện hoặc có những góp ý để chương trình dạy phù hợp với nhu cầu xã hội. Các nội dung chính giữa nhà trường và doanh nghiệp thì thứ nhất là nhà trường tham gia cái xây dựng cái chuẩn đầu ra đối với các chuyên ngành đào tạo. Cái thứ hai là nhà trường cùng với doanh nghiệp xây dựng cái chương trình đào tạo. Và cái thứ ba là doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy các chương trình của nhà trường và doanh nghiệp nói chuyện các chuyên đề chuyên sâu cho sinh viên nhà trường. Nhờ chủ trương xem doanh nghiệp là nơi sử dụng sản phẩm đào tạo và là khách hàng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của các trường nghề thời gian qua tương đối cao. Việc liên kết giữa trường nghề và doanh nghiệp được xem là hướng đi phù hợp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình Roadshow tại Jakarta nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch Việt Nam đến người dân Indonesia, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Indonesia đến Việt Nam. Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực du lịch, giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam với các cơ quan truyền thông Indonesia và các nhà khai thác du lịch. Với các sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo, sự thân thiện của người Việt Nam, các chính sách tăng cường an ninh và an toàn cho khách du lịch, miễn thị thực cho công dân các nước ASEAN và các thị trường trọng điểm khác và sự hỗ trợ của các đại lý du lịch Indonesia và các cơ quan truyền thông, dự kiến số lượng khách du lịch Indonesia đến Việt Nam sẽ tăng đáng kể tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Việt Nam cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Tiếp theo là một số thông tin y tế đáng chú ý. Sáng nay tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về việc thanh tra cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do công ty Helix Pharmaceutical Canada sản xuất và việc trốn các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty VN Pharma. Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2014, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư, đứng thứ 78 trong tổng số 172 quốc gia trên thế giới. Đáng lo ngại, số người mắc ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. Tầm soát sớm bệnh ung thư nếu được thực hiện đầy đủ thì tỷ lệ tử vong sẽ giảm. Tuy nhiên, người dân vẫn còn chủ quan và chưa chủ động với tầm soát ung thư sớm. Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ người dân đi tầm soát ung thư sớm thấp nhất. Ngược lại, tỷ lệ người mắc ung thư được phát hiện ngày càng gia tăng. Từ 68.000 ca vào năm 2000 tăng lên 126.000 ca vào năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Ở nước ta hiện nay, 90% số thuốc kháng sinh được bán mà không cần kê đơn, dẫn tới tình trạng kháng thuốc kháng sinh, nguy cơ không còn thuốc chữa bệnh. Bộ Y tế đặt mục tiêu 3 năm nữa 100% thuốc kháng sinh bán tại các quầy thuốc phải có đơn kê. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, ở nước ta phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn, chiếm 88% ở thành thị, 91% ở nông thôn. Người dân có thói quen tự ý mua thuốc không khám bệnh để tránh sự phiền hà tốn kém khi đi khám. Bên cạnh đó, số bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng sinh điều trị, không tuân thủ đầy đủ liệu trình cũng tăng cao. Nhiều bệnh nhân thừa nhận chỉ dùng kháng sinh trong thời gian ngắn 2-3 ngày hoặc tự cảm thấy bệnh hơi đỡ là dừng dùng thuốc. Các quầy thuốc, nhà thuốc tới đây sẽ phải thực hiện quản lý mua bán sử dụng thuốc bằng máy tính, một mặt
để bảo đảm không chỉ bán thuốc khi có đơn mà còn bảo đảm nguồn thuốc chất lượng để người tiêu dùng được sử dụng thuốc có chất lượng, không quá hạn, công khai minh bạch về giá cả. Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Đà Nẵng vừa trao 150 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Chương trình do Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lorestin tài trợ với tổng trị giá trên 230 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho những người khuyết tật có phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt, làm việc được thuận tiện và có điều kiện cải thiện cuộc sống hàng ngày. Được biết, từ năm 2008 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lorestin đã trao tặng hàng ngàn chiếc xe lăn, xe lắc và học bổng cho người khuyết tật tại Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 100 triệu đồng. Tin chúng tôi mới thực hiện, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì tiếp đoàn chính quyền thành phố Yokohama, Nhật Bản do bà Thị trưởng Fumiko Hayashi làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng bà Fumiko Hayashi tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Yokohama hồi tháng 7 vừa qua. Đà Nẵng tin tưởng với sự lãnh đạo của bà, Yokohama sẽ không ngừng phát triển. Quan hệ hợp tác Đà Nẵng và Yokohama được thiết lập từ năm 2013 sau khi hai bên ký thỏa ước hợp tác trên các lĩnh vực. Từ đó đến nay, hai bên đã tổ chức được 6 diễn đàn, trong đó đã thống nhất 5 mục tiêu phát triển đô thị tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đã tranh thủ sự hỗ trợ chia sẻ của Yokohama về kinh nghiệm kỹ thuật xử lý rác thải nước thải, đầu tư cảng liên chiểu, tái thiết đô thị vùng dự án v.v. Phó Chủ tịch thành phố hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bà thị trưởng để diễn đàn hợp tác thứ 7 giữa hai bên sẽ thành công vào cuối năm nay. Bà Fumiko Hayashi cam kết nỗ lực để mối quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở những dự án đô thị thông minh mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, nhất là tình thân hữu giữa nhân dân hai địa phương. Hiện Yokohama đã có 24 doanh nghiệp đang đầu tư tại Đà Nẵng và con số này sẽ còn tăng nhiều trong 4 năm tới. Theo Công an Đà Nẵng, từ nay đến cuối tháng 11 sẽ tập trung toàn lực chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2017. 9 tháng qua, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt khá cao, hơn 83%, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Từ nay đến cuối tháng 11, Công an các đơn vị địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các hội nghị và đoàn khách quốc tế hoạt động tại Đà Nẵng. Đặc biệt tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động tại tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý vị, để tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công tại Đà Nẵng, một trong những vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm là công tác kiểm soát dịch bệnh. Với vai trò chủ công đến nay, ngành y tế thành phố đã chủ động vào cuộc với nhiều giải pháp hiệu quả. Trong tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng sẽ đón tiếp nhiều vị nguyên thủ, nhà đầu tư cùng với đó là lượng lớn du khách. Để kịp thời phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế bố trí nhân lực trực 24/24 để giám sát thân nhiệt với hành khách, phi hành đoàn đến Đà Nẵng. Trạm kiểm dịch nhà ga T2, cửa khẩu hàng không được trang bị thêm camera nhiệt cùng các dụng cụ kiểm dịch tiên tiến. Trang bị thêm một máy đo thân nhiệt từ xa. Đây là một cái máy trong một trong hai cái theo kế hoạch mà APEC, nguồn kinh phí APEC sẽ hỗ trợ cho trung tâm. Đã được nhà ga quốc tế T2 bố trí trong phòng cách ly y tế mới và chúng tôi đã hoàn thiện các cơ sở vật chất trong cái phòng cách ly này nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc là phát hiện, cách ly và vận chuyển bệnh nhân. Đây là khu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố. Với hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ khá hiện đại, cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đơn vị cho biết nơi đây sẽ đáp ứng yêu cầu xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm khi có dịch bệnh xảy ra. Hiện nay thì cái cơ sở khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế Dự phòng là hầu như là có về cơ bản đã có đầy đủ các cái máy móc để phục vụ cho công tác xét nghiệm đó, đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch như hiện nay, ví dụ như công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hoặc là Zika vân vân, hoặc là các cái liên quan đến cái cúm, ví dụ như vậy.
thì các cái hoạt động đó thì phòng xét nghiệm của Trung tâm Tế Dự Phòng là cũng có thể lấy mẫu và có thể là xét nghiệm ngay tại cái đơn vị để có thể là trả lời trong cái thời gian sớm nhất có thể để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch ở ABS. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp khi đã có hơn 5.000 trường hợp mắc bệnh. Vì vậy, ngay từ lúc này, ngành y tế thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, ảnh hưởng đến sự kiện quan trọng này. Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý hóa chất, diệt côn trùng và khử trùng môi trường tại các điểm tổ chức sự kiện. Đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, hóa chất, đáp ứng hiệu quả và kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tất cả đang nỗ lực để APEC diễn ra thành công tại Đà Nẵng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng tin AFP hôm nay đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 28 tháng 9 tới để thảo luận về tình trạng bạo lực tại Myanmar và lắng nghe Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu về cuộc khủng hoảng này. Chính phủ Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc chống lại nước này liên quan đến chính sách đối với người Hồi giáo Rohingya. Theo hãng tin AFP, Anh, Pháp, Mỹ cùng Ai Cập, Kazakhstan, Senegal và Thụy Điển đã đề nghị cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình trạng bạo lực tại bang Rakhine, Myanmar, sau khi hơn 430.000 người, phần lớn là người Hồi giáo Rohingya, tại bang Rakhine vượt biên sang Bangladesh. Trong khi đó, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc đã phản đối việc đại diện của các quốc gia khác sử dụng những từ ngữ nặng nề và không có bằng chứng cụ thể để chỉ trích nước này về tình hình tại bang Rakhine. Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phản hồi lời kêu gọi của chính phủ Hàn Quốc về việc tiến hành đối thoại liên triều nhằm xoa dịu căng thẳng. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kin-hwa đưa ra ngày 25 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu leo thang. Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kin-hwa khẳng định các nỗ lực chính trị và ngoại giao đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và những cải thiện trong quan hệ liên triều có thể và phải được theo đuổi một cách mạnh mẽ từ hai phía. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho rằng có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích, song vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao dù thời gian đang hết. Theo bà, các nước cần phải đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay cần phải được thực thi với thái độ thống nhất, với sự phối hợp của Trung Quốc và Nga. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố phản đối việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đã đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7 năm 2015. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh những tháng gần đây, Mỹ liên tiếp kêu gọi tiến hành đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng, ngoại trừ Mỹ ra, thì các nước còn lại trong nhóm B5+1 đều tuyên bố tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran, có tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung và mong muốn thỏa thuận quốc tế đa phương này đi đúng hướng. Tehran khẳng định, thông qua Ủy ban chung giám sát việc thực thi RCPOA, họ nhận thấy Mỹ đã không thực hiện đầy đủ cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã liên tục kêu gọi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân được ký hồi tháng 7 năm 2015 giữa Iran và nhóm B5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và cùng với Đức. Theo đó, Tehran hạn chế các hoạt động làm dầu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Phần cuối chương trình là một số thông tin trên lĩnh vực văn hóa đáng chú ý. Để tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Gianni Versace, cô em gái Donatella của ông đã tái hiện khoảnh khắc lịch sử năm 1991 với sự xuất hiện của dàn siêu mẫu huyền thoại thế giới. Những biểu tượng thời trang những năm 90 như Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Richardson cùng Carla Bruni kết thúc sau diện Versace xuân hè năm 2018. Thêm một tin vui dành cho người hâm mộ của nhện nhỏ khi Spider-Man Homecoming trở thành bộ phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017. Tính đến thời điểm này, dù cho các bom tấn của Hollywood không ăn nên làm ra, nhưng ít nhất phim kinh dị và siêu anh hùng vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả nội địa và quốc tế.
Nhà đấu giá nghệ thuật lớn nhất thế giới Sotheby đã tổ chức phiên đấu giá mùa thu tại Thượng Hải vào cuối tuần qua với 35 tác phẩm nổi tiếng được chốt giá. Đáng chú ý là một tác phẩm của danh họa Trung Quốc Triệu Vô Cực đã được bán với mức giá kỷ lục 5,09 triệu đô la Mỹ, mức giá cao nhất mà Sotheby đã bán được tại thị trường đại lục. Phiên đấu giá mùa thu là một phần trong dự án For Orphan đường Sotheby triển khai tại Trung Quốc trong 12 năm tới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào, tạm biệt.